미친놈. Sợi cơ chỉ 10% dân số sở hữu. Trên cổ tay của chúng ta có một bộ phận rất kỳ lạ mà không phải ai cũng có đâu. Để kiểm chứng, hãy thử nắm ngửa tay ra và kéo căng phần cổ tay theo hình dưới đây xem bạn có bộ phận này không nhé. Nó được gọi là cơ vân tay, palmaris longus. Sợi cơ kéo dài từ cổ tay hướng đến cùi chỏ và chỉ có khoảng 10% dân số may mắn sở hữu nó thôi. Tuy nhiên đừng vui quá làm gì, gọi là may mắn vì nó hiếm thôi, chứ thực ra đây là sợi cơ chẳng mang lại tác dụng gì cho cơ thể bạn cả. Theo Dorsal Mir, chuyên gia nhân chủng học tại Đại học Boston, sợi cơ này là những gì còn sót lại từ quá khứ khi tổ tiên chúng ta sử dụng chi trước để leo trèo. Tuy nhiên ngày nay có hay không có bộ phận này cũng không khiến lực nắm hay cơ bắp của chúng ta yếu đi. Nói cách khác, ngoài việc là bằng chứng củng cố thuyết tiến hóa của Darwin, bộ phận này vô dụng. Răng khôn, chiếc răng gây hận thù. Biết bao người ngày nay phải khổ sở vì răng khôn, những chiếc răng cuối mọc ra sau tuổi trưởng thành. Chúng mọc xen vào hàm răng vốn đã không mấy chuẩn chỉnh của bạn, gây đau đớn vô kể. Nhưng lý do chúng tồn tại là gì? Thực ra đây cũng lại là sản phẩm lỗi của quá trình tiến hóa thôi. Thời xa xưa, con người cần đến một bộ hàm to lớn để xử lý các loại thực phẩm trong tự nhiên và vì thế cần nhiều răng hơn. Nhưng dần dần loài người chuyển hướng sang các loại thực phẩm mềm hơn, được nấu chín nên hàm cũng nhỏ hơn và không thể chứa hết được toàn bộ số răng có khả năng mọc ra. Đó cũng là nguồn gốc của răng khôn, vô dụng kinh khủng nhưng vẫn tồn tại. Nổi da gà. Phản ứng nổi da gà của chúng ta là do những sợi cơ mang tên erythropoiesis. Khi những sợi cơ này co lại, làn da sẽ có những nốt nhỏ nổi lên, lông tóc cũng theo đó mà dựng đứng. Thời xưa khi con người sở hữu rất nhiều lông tóc trên cơ thể thì đây là một phản ứng cần thiết cho sinh tồn. Nhờ nó mà cơ thể được giữ ấm, lại tạo ra được ảo thị khiến cơ thể to lớn hơn trong mắt kẻ thù. Nhưng với việc ngày nay lông tóc đã không còn dày thì đây chỉ còn là những sợi cơ vô dụng, thi thoảng tạo ra cảm giác nổi da gà thôi. Xương cụt. Ngoài việc là bằng chứng cho thấy con người từng có đuôi thì xương cụt quả thực cũng chẳng có ý nghĩa gì trong cơ thể của chúng ta cả. Thực chất thai nhi có hình thành đuôi vào giai đoạn 5 đến 6 tuần tuổi nhưng sau đó biến mất để lại xương cụt. Trong quá khứ, đuôi là thứ giúp tổ tiên của chúng ta giữ thăng bằng và cải thiện khả năng di chuyển. Tuy nhiên khi con người bắt đầu đi lại bằng hai chân, chiếc đuôi cũng biến mất luôn vì nó không còn trợ giúp gì cho cơ thể được nữa. Ngọn ngoại tai chỉ 15% sở hữu. Bạn có thể cử động tai không? Chỉ có khoảng 15% dân số thế giới có khả năng này mà thôi. Nhưng không làm được cũng chẳng có gì đáng buồn vì đây cũng chỉ là một trong những chức năng vô dụng khác trên cơ thể thôi. Việc cử động tai của bạn phụ thuộc vào một nhóm cơ tên auricular. Đây là phần cơ phía ngoài tai. Trước kia nó đóng vai trò xoay và điều chỉnh đôi tai để tập trung thính giác về phía những âm thanh đặc biệt giống như loài mèo thường vểnh tai để nghe mồi. Nhưng Amir cho biết kể từ khi chúng ta có cơ cổ linh hoạt hơn thì bó cơ này cũng không còn tác dụng gì nữa. Nhóm cơ vô dụng chỉ 20% sở hữu. Đó là nhóm cơ hình tháp pyramidalis muscle có dạng tam giác nằm ở phía bụng dưới. Không phải ai cũng có bó cơ này. Người có hai cơ, người có một, người chẳng có. Nhưng dù sao cũng không quan trọng vì nó không có tác dụng gì. Về cơ bản, chẳng ai biết mục đích tồn tại của bó cơ này, kể cả các nhà sinh học tiến hóa. Núm vú của nam giới. Trong giai đoạn thai nhi, nam hay nữ đều có quá trình phát triển giống nhau. Rồi testosterone xuất hiện tùy theo nhiễm sắc thể khiến bộ phận sinh dục phát triển khác biệt và nhờ vậy chúng ta mới có hai giới tính nam và nữ. Nhưng trước giai đoạn này, núm vú đã hình thành rồi. Với phụ nữ, chiếc núm sau này sẽ là công cụ để nuôi con, còn với nam giới, chẳng ai hiểu nó có tác dụng gì. Mí mắt thứ 3. Trong mắt của chúng ta có một vùng màu đỏ trên khóe mắt
Nó được gọi là nhú tuyến lệ, một sản phẩm vô dụng khác còn sót lại trong quá trình tiến hóa. Theo Amir, nhú tuyến lệ là dấu vết của mí mắt thứ ba. Với các loài động vật như chim, bò sát và một số loài thú, mí mắt thứ ba có khả năng bao trùm cả lên mắt, giúp chúng giữ ẩm và loại bỏ bụi. Nhưng với con người thì chức năng này đã biến mất, chỉ còn một ít dấu vết mà thôi. Lỗ tai siêu hiếm, chỉ 1% có. Hãy ra gương và thử ngắm nghía đôi tai của mình xem. Nếu phát hiện một lỗ nhỏ ở vành tai, thì xin chúc mừng, bạn là một trong 1 đến 10% người trên thế giới sở hữu điểm đặc biệt này. Theo các chuyên gia, lỗ nhỏ ở vành tai này có tên khoa học là rò luân nhĩ, preauricular sinus. Đây là một dị tật bẩm sinh thường xảy ra ở tuần thứ 6 của bào thai, tạo một lỗ nhỏ vùng trước vành tai đi sâu vào trong để bám vào màng sụn. Các hồ sơ hóa thạch cho thấy tai người phát triển từ cấu trúc tương tự như mang cá. Trong giai đoạn phát triển ban đầu, phôi thai người và cá tồn tại cấu trúc gọi là vòng họng. Nếu ở cá, các biến thể biến thành mang thì ở người chúng phát triển thành tai. Tuy nhiên đôi khi các yếu tố không thực đang xen lại với nhau tạo thành lỗ nhỏ vùng vành tai. Có lẽ với nhiều người, từ kho báu nghĩa là một hòm đầy vàng và kim cương được chôn ở một hòn đảo xa xôi nào đó. Thế nhưng, nhiều khi kho báu lại chính là những đồ vật ở ngay trong nhà mà chúng ta không nhận ra. Một gia đình tại Pháp đã vô cùng may mắn khi phát hiện được một đồ cổ từ thế kỷ 18 ngay trên gác xếp và nó đã được bán đấu giá với số tiền không tưởng, thay đổi hoàn toàn cuộc sống của họ. Có căn phòng nằm ở tầng áp mái, nhưng các thành viên của một gia đình sống tại thủ đô Paris của Pháp hiếm khi đặt chân tới. Đã nhiều thập kỷ, họ chỉ coi đó là một nơi chứa đồ mà chẳng mảy may quan tâm tới. Cho đến một ngày kia, gia đình này quyết định dọn dẹp lại căn gác xếp, hy vọng sẽ tìm được những kỷ vật của gia đình và biết đâu cả những thứ họ từng bị mất. Họ không bao giờ ngờ cái ngày định mệnh ấy đã thay đổi hoàn toàn tương lai của họ. Căn gác xếp tối om, đầy bụi bặm, cùng đủ các loại thùng đựng đồ, chẳng khác nào bước ra từ một bộ phim kinh dị khiến họ phải dùng đèn pin soi từng góc. Sau khi dò dẫm mở gần hết những chiếc thùng, họ bắt đầu mệt mỏi vì nghĩ việc tìm kiếm là vô ích, chẳng có thứ gì giá trị. Đang chuẩn bị từ bỏ thì bỗng một thành viên mở chiếc hộp đựng giày ra và phát hiện một chiếc bình khá đẹp. Chiếc bình này được một người chú có sở thích đi đây đi đó tặng lại cho ông bà họ trong một di chúc cùng với nhiều tác phẩm gốm khác của Trung Quốc cũng như các tác phẩm nghệ thuật của Nhật Bản. Chiếc bình có in hình chim, hươu và vài con vật khác trong một khu rừng với các đường nét hết sức tinh tế. Thế nhưng trong mắt họ, chiếc bình này cũng chẳng có gì đặc biệt. Tất nhiên là họ đã lầm. Hóa ra đây là một bình gốm từ thời vua Càn Long, vị vua của Triều Thanh trị vì Trung Quốc từ năm 1736 tới năm 1796. Họ quyết định đem chiếc bình đi bán đấu giá tại nhà đấu giá Sotheby's nổi tiếng. Ban đầu, người bán đấu giá ước lượng món đồ sẽ bán được trong khoảng 590.000 đến 825.000 USD. Thế nhưng, những mức giá được người ta trả cứ tăng dần một cách chóng mặt, từ vài trăm nghìn đô la lên tới hàng triệu đô la khiến cho họ không khỏi kinh ngạc. Và cái giá cuối cùng khiến cho bất cứ ai có mặt ở buổi bán đấu giá đó cũng không thể tin nổi, 19 triệu đô la, tương đương hơn 440 tỷ đồng cho một chiếc bình cổ. Đây là mức giá kỷ lục tại nhà đấu giá Sotheby's Paris và là mức giá cao nhất của một chiếc bình gốm Trung Quốc từng được bán ở Pháp. Đây là chiếc bình vô cùng quý hiếm và là chiếc bình duy nhất của loại này còn tồn tại. Những chiếc bình gốm của thời kỳ này chỉ còn lại không nhiều và đang được trưng bày tại Bảo tàng Cung điện Quốc gia ở Đài Bắc và vài bảo tàng khác trên thế giới, hãng bán đấu giá Sotheby's Paris cho biết. Tên tuổi của gia đình đã bán chiếc bình gốm quý giá cũng như người đã mua lại chiếc bình được giữ kín, chỉ biết rằng người đã bỏ ra khoản tiền lớn để sở hữu chiếc bình này là một người châu Á.